Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội. Theo ý kiến của chủ tọa phiên họp, tôi xin báo cáo ý thứ nhất về tình hình triển khai thi hành luật đất đai năm 2024. Ngày 19 tháng 10 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo số 254 kính gửi các vị đại biểu Quốc hội với cái thời lượng là 19 trang, trong đó có bao gồm các phụ biểu chi tiết. Do thời gian có hạn, tôi xin báo cáo làm rõ một số vấn đề mà theo ý kiến của các địa phương và một số đại biểu Quốc hội đang còn có khó khăn vướng mắc cụ thể như sau. Vấn đề thứ nhất là việc ban hành các văn bản hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Đến thời điểm báo cáo, thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương đã ban hành đầy đủ 10 nghị định, một quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 thông tư được luật giao. Về phía các địa phương, qua theo dõi cũng đã rất nỗ lực để ban hành các văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền do luật giao, cụ thể là 20 nội dung. Và kết quả thực hiện, chúng tôi cập nhật đến buổi sáng ngày hôm nay, có bổ sung so với báo cáo số 254 như sau. Có 4 trên 63 địa phương đã ban hành đầy đủ 20 nội dung, bao gồm Hải Dương, An Giang, Yên Bái và Thành phố Hồ Chí Minh. Có 26 địa phương đã cơ bản hoàn thành, tức là ban hành từ 16 cho đến 19 nội dung, đạt 80% trở lên. Có 25 địa phương đã ban hành từ 11 đến 15 nội dung, tức là đạt từ trên 50% cho đến 75%. Tuy nhiên, thì hiện vẫn còn 8 địa phương mới ban hành dưới 10 nội dung, tức là dưới 50%. Và cá biệt thì có một địa phương hiện nay mới ban hành ở dưới 5 nội dung. Việc các địa phương ban hành chưa đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền cũng đã ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả của việc triển khai thi hành luật và có thể làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp là người sử dụng đất. Kết quả ban hành của các địa phương rất khác nhau, cho thấy sự quan tâm, nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ ban hành, chứ không phải là những cái khó khăn vướng mắc do các quy định của luật hay là các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, của các bộ ngành trung ương. Hai là về điều chỉnh bảng giá đất hiện hành để tiếp tục áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Theo quy định tại khoản 1 điều 257 luật đất đai, thì bảng giá đất theo luật đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật đất đai năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Ở đây là quy định chuyển tiếp nhằm giúp các địa phương thực hiện lộ trình để từng bước xây dựng bảng giá đất mới theo quy định của luật đất đai năm 2024 và sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 để tránh cú sốc tăng giá đột biến trong bảng giá đất, ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của một số đối tượng, tổ chức cá nhân sử dụng đất. Việc điều chỉnh bảng giá đất là nhiệm vụ thường xuyên được quy định xuyên suốt từ luật đất đai năm 2013 đến nay. Và thực tế cho thấy, đối với các địa phương có sự điều chỉnh bảng giá đất theo đúng quy định của luật năm 2013, thì đã bảo đảm giá đất trong bảng giá đất tiệm cận với mặt bằng giá đất thực tế tại địa phương, thì việc áp dụng khoản 1 điều 257 của luật đất đai năm 2024 thì không có vướng mắc, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Và qua theo dõi tổng hợp trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay thì cho thấy có 29 trên 63 địa phương có điều chỉnh bổ sung bảng giá đất nhiều lần, tức là từ 2 cho đến 6 lần, bao gồm cả điều chỉnh sau ngày 1 tháng 8 năm 2024 là ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Có 23 trên 63 địa phương thì điều chỉnh bổ sung một lần và có 11 địa phương thì không thực hiện điều chỉnh bổ sung bảng giá đất. Và từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến nay thì đã có 8 trên 63 địa phương thực hiện điều chỉnh bổ sung bảng giá đất hiện hành. Trong đó thì có 7 tỉnh thì không có phản ánh là có khó khăn vướng mắc. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh thì giai đoạn đầu khi mà đưa cái dự thảo bảng giá đất ra xin ý kiến lần đầu thì do là có cái sự chênh lệch lớn ở một số khu vực, cho nên có nhiều ý kiến của người dân và doanh nghiệp phản ánh. Và sau đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Thành phố Hồ Chí Minh
rồi một số cơ quan có liên quan đã họp bàn và lựa chọn cái giải pháp điều chỉnh phù hợp theo lộ trình. Và đến nay thì Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành bảng giá đất điều chỉnh và không còn có những cái phản ứng khó khăn vướng mắc từ phía doanh nghiệp và người dân như giai đoạn đầu. Như vậy, việc một số địa phương phản ánh có khó khăn vướng mắc khi thực hiện điều chỉnh, bổ sung, thực hiện bảng giá đất hiện hành là xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện và cũng có nơi làm chưa thật tốt, bao gồm việc không thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trong giai đoạn trước đây và đến nay khi thực hiện thì gặp khó khăn do biên độ điều chỉnh lớn tác động đến một số nhóm đối tượng sử dụng đất, và đây thì không phải là vấn đề vướng mắc do chính sách hoặc là quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vấn đề thứ ba cũng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đó là về công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Thì thời gian vừa qua, tại một số địa phương, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có tình trạng chênh lệch rất lớn giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá, có biểu hiện đầu cơ, thổi giá, tạo mặt bằng giá cao như các đại biểu Quốc hội có nêu, làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, rà soát và nhận thấy có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đó là việc lập công khai quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, nhà ở chưa được thực hiện bài bản, công khai, minh bạch, tạo cơ hội để các đối tượng lợi dụng đầu cơ đất đai. Một số đối tượng tham gia đấu giá đất không thực sự có nhu cầu về đất ở, nhà ở mà chủ yếu vì mục đích đầu cơ, thao túng giá thông qua việc đẩy giá cao, thổi giá và bán lại ngay đất vừa trúng đấu giá để thu lợi hoặc là tạo mặt bằng giá ảo đối với khu vực xung quanh. Trong đó, sau khi đấu giá thì một số người trúng đấu giá chưa nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn theo quy chế đấu giá và có dấu hiệu bỏ cọc. Có một số địa phương thiếu chủ động trong việc tạo quỹ đất để đấu giá đất, dẫn đến nhu cầu đất ở, nhà ở của người dân khan hiếm và không đáp ứng đầy đủ trong thời gian dài. Bên cạnh đó, có trường hợp địa phương sử dụng giá đất trong bảng giá đất hiện hành chưa được điều chỉnh kịp thời, thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá đất thực tế để làm giá khởi điểm, dẫn đến giá trúng đấu giá và giá khởi điểm có sự chênh lệch lớn, cũng thu hút nhiều đối tượng tham gia đấu giá để kiếm lời. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, thì trong báo cáo số 254 gửi các vị đại biểu Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và cũng có một số đề xuất kiến nghị thì chúng tôi xin phép không nêu lại do thời gian có hạn. Riêng đối với đấu giá quyền sử dụng đất thì ngoài việc phải thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đấu giá tài sản nhà nước, Luật Đất đai, Luật giá và pháp luật có liên quan thì chúng tôi đề nghị các địa phương khi tổ chức đấu giá cần quan tâm. Thứ nhất là công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Thứ hai là điều chỉnh hợp lý giá đất trong bảng giá đất làm giá để tính giá khởi điểm. Thứ ba là trong quy chế đấu giá có thể quy định rút ngắn thời gian nộp tiền thanh toán trúng đấu giá và bổ sung quy định việc công khai các trường hợp trúng giá cao nhưng bỏ cọc nhằm hạn chế các đối tượng lợi dụng đấu giá đất để trục lợi, thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Thứ tư là cần có các biện pháp bảo đảm nguồn cung bất động sản nhà ở, đất ở có giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của đại đa số người dân có nhu cầu thực, khắc phục tình trạng mất cân đối cung cầu trên thị trường bất động sản, bao gồm các sản phẩm đấu giá quyền sử dụng đất. Thứ năm là tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Và chúng tôi cũng xin tiếp thu ý kiến của một số đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung một số giải pháp để tăng cường các biện pháp quản lý, chấn chỉnh công tác đấu giá đất và sẽ phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Kính thưa Quốc hội, việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 với nhiều điểm mới và sự phân cấp mạnh mẽ, triệt để cho chính quyền địa phương trong bối cảnh cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương cùng quyết tâm nỗ lực để đưa luật có hiệu lực thi hành sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Do vậy, trong thời gian đầu không thể tránh khỏi một số khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện tại các địa phương. Do đó, cần kiên trì, nhất quán, thống nhất trong quan điểm chỉ đạo và tập trung vào khâu tổ chức thực hiện để Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi sát sao việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên phạm vi cả nước, tổng hợp các khó khăn vướng mắc từ các bộ, ngành, địa phương và hướng dẫn phối hợp để tháo gỡ, giải quyết. Nếu phát hiện vấn đề vướng mắc từ cơ chế chính sách
Bộ sẽ phối hợp cùng các cơ quan có liên quan kịp thời báo cáo và tham mưu cấp có thẩm quyền để có giải pháp xử lý kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.